Nghe ba. Chú ăn bún. Đang làm. Xung chữ. Đang ăn cái năm đau ruột chứ. Khúc này mình nói xấu là nghe hết nè. Ở đây nó mệt chứ. Không kể như ông nói xấu mình á. Nó không quên tắt là đâu đó. Mà nghe hết nè. Có chữ đàm do ai cần. Răng. Mụn thế. Lấy bắt nhanh. Coi chứ đàn quá thiệt. Ra ra nghe cái bóp bát cái gì sợ dạ ăn cứng buồn toàn rồi. Cục toàn là cái cục cứ
ngày bữa qua vẫn đông hơn rồi. Phải không ta? À, do chị tin nên chị thấy đúng không? Mụn lên dùi chị nhỏ xí thôi. Nặng nhìn thấy đã vào. Được lạ. Có mấy cái mụn to từ bá lửa. Thấy cái nhiều người là nặng ở quay mình thấy mình tiếc dùm. Xây mấy cái clip mình tính nó thì đó, nó là đưa cho chị rồi thôi. Hơi bị đỉnh. Quay cà trặc cà dục nữa. Quá để coi ra có phải được ta. Hả? Sư phụ ân coi không? Hả? À. Cho coi. Cua thử thôi. Không bán qua cô. Có dùng iPhone không? Có, có. Dạ. Đáng để về ngồi rồi. Ta la thỉnh thoảng ôn lại ngó thì. Là kỷ niệm xưa. Ừ. Cục gì đen nếu mà cũng được 10 phút. Cái này cũng được rồi. Cùng đây.